Ba má anh nuôi anh ăn học đầy đủ, lớn lên cao ráo đẹp trai, hỏi ước mơ anh làm gì? Nhăm nhăn nhò. Nhà có một phiếu bạn, có hôm trời nhà tập yoga. Quen được một em hot hay xinh gái lại
Đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, đâm vỡ cây đàn dần đời ba trắng như vôi, dần người điên đảo quên đời. Đâm vỡ cây đàn, con gái yêu đàn ơi buồn ơi, làm sao để thôi. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng tay đen, dần đời chớ như bàn tay.
sai cho tao biết tao là ai, tao là ai, tao là ai. Nếu tao chết vì mày thì mày có chết vì tao. Trên đường phố có con dao là tao. Cái gì đúng cái gì sai cho tao biết tao là ai, tao là ai, tao là ai. Tao đào tao có xèo quá tốc độ để mày theo. Kẻ ghét tao là bác sĩ nhìn coi hả, nhìn coi hả. Tao có nó từ ông ta thiên thần đào áo trắng đâu. Điều tao có gương mặt đó mặt xèo rõ một vết khâu. Thiếu cuộc sống có công bằng thì người tốt không chết đâu. Tại sao tao là cát đâu? Do tao muốn tao sống lâu. Điếu thuốc tao liên hụ tao đang chờ tao ở trên lầu. Đêm nay tao sẽ kết thúc cơn ác mộng đã dài lâu. Trả cho tao, trả cho tao, trả cho tao sự lương thiện. Tao không cần, tao không cần, tao không cần cái vương miện. Cuộc đời tao gương mặt tao đã đi đâu, đi về đâu. Ông trời đâu, ông trời đâu, có xuống đây nó dài đâu. Nếu tao sai, nếu tao xấu, mọi sẽ tóc cướp. Nếu đây là ác mộng thì giấc ngủ sẽ còn xa. Nếu là tao chắc cho mày một câu.
Ngày nào con trai mình đi bó, sống
này càng muốn càng luôn. Bạn chỉ cái lạnh thương càng buộc. Em sẽ là công chúa của anh nếu như mà sau đây mà em chịu được. Tuần trước lưu văn vô si, tuần này ngồi đá lưu văn bắt sen. Anh không muốn vỗ vào đùi, anh chỉ muốn vỗ vào mông các em. Thể anh đưa bé lên đỉnh bé thích chắc đôi hai thắt em ven. Sau đây em ngơ lời học lên anh phát nàng em vẫn biết thêm. Lý từng ngày để mà bắn chân đời như lúa trong bông. Sát luôn cả cổ, sao mai giáp loang cả biết ông. Bố tổ ông mới lừa chúng ta đứng đầu sông. Giờ anh vỗ thủ phát mà lạnh đánh như vật cầu lông. Hai năm cũ chẳng bánh mì kẹp thịt và bấy biệt vị là điều xếp trên cô. Nhưng ngồi tao nhưng ta lại lùa lại mấy tờ viết phí mà anh chết tên hồ. Không một tay là nó phang 2 triệu, thằng anh tao ăn đủ rồi phang tiền đồ. Alo anh ơi, bị thằng này đánh em lưu chân bỏ nào bắn lên rồi. Ok và tao thấy mẹ em mày ngắn hay thằng. Ok và tao không chơi với mấy thằng cu gái lắm hay ăn. Ai sợ thì đi về. Xin trả lời đó chính là duyên âm. Yeah. Anh muốn ngắm mặt trời nhưng mà là ở đằng đông. Yeah. Xem bóng Tây Ban Nha luồn tay xuống ôm em ở đằng hồng hồng đăng. Tí anh luôn phòng căng em đưa anh nâng cả bằng mông. Yeah. Nước này chảy ngớt xiết làm anh cứ tưởng là một bên người không. Thank you.